Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn, tôi là Thắng, giám đốc công ty cổ phần Get, chuyên về ghế giải Papalio. Hôm nay gặp Bi Vịnh Vân Phong với Bi Trân Ninh, rất là hào hứng, cảm xúc là rất là thăng hoa để chinh phục cái điểm cực đông. Anh em đã rất là sẵn sàng, thế nên là cũng có chuẩn bị buổi sáng rất là chu đáo. Anh em chuẩn bị năng lượng đầy đủ để chinh phục Vịnh Vân Phong. Mình được vinh dự tham gia cái chuyến đi này và đến bây giờ thì đã đến được gần tới được cái điểm bắt đầu rồi, và mình thì đã chuẩn bị sức lực sẵn sàng và cảm thấy là rất là hồi hộp cho cái chuyến đi này. Và nếu các bạn có dịp được tham gia chuyến đi